kính chào quý khách hàng, thì trước mặt mọi người đó là một cái đóng hàng đây là cái lô đầu tiên của Microsoft sure BGA 58, model là mã Lc, tức là cái mã không bao gồm cái dây á, thì trong video clip trước em có thông tin lên cái kênh của em á là vào ngày 10 tháng 12 thì cửa hàng của bên em sẽ áp dụng cái chương trình khuyến mãi cuối năm 2020, là cái chương trình này là em đã kết nối với lại nhà phân phối xua sure để em lấy cái số lượng 40 bộ cùng một lúc ha thì để được cái giá nó tốt thì coi như là em áp dụng cho mọi người tại trước đây mình lấy cái số lượng nó ít ít á, thì đơn giá nó không có tốt được thì lần này em lấy một phát một là 40 cái để em kết hợp với lại cái chương trình của dây van dami và rắc new chính hãng nè đó để em lên chương trình cuối năm để em gọi là cái này gọi là cái phần quà tặng cho những cái khách hàng thân thương của mình thật sự mà nói là dùng từ là quà tặng ha mọi người ha thì cái việc đầu tiên á, em muốn mọi người để ý giúp em á tức là thứ nhất là xem video cho nó từ đầu tới đuôi giùm em ha xem cho nó kỹ để đừng có hỏi để nó mất thời gian lắm nó phí ha để mình nghe cho nó rõ luôn thứ nhất là đừng có ai hỏi là hàng này có phải chính hãng hay không ha cửa hàng bên em bán hàng là không có cái gì không chính hãng nè con rắc nè à, con rắc nè con rắc như thế này cũng là hàng chính hãng nha à, chứ không phải là hàng tàu lao lấy quầy chợ về bán thôi nha không có đâu cái này là nhà phân phối của ren nutric cấp cho em á chứ không có lấy quầy chợ đâu ha nên đừng có hỏi là hàng chính hãng hay không rồi triệu mấy ở hồng chính hãng là bắt bỏ tù hả mọi người vấn đề thứ hai là mọi người để ý là cái con này trước đây cửa hàng em đang bán ra là một triệu hai trăm năm mươi đồng chưa bao gồm phí ship có nghĩa là mình ship tới nơi là khoảng bốn chục năm chục gì đó khoảng triệu ba rồi còn dây nhợ tính riêng đó là thí dụ như cái sợi dây 5m này trước đây cửa hàng em bán một cái bộ dây vậy Ai mua kênh hàng của em là sẽ biết cái bộ dây em bán ra là khoảng 440 ngàn đến 460 ngàn Tùy vào cái khoảng cách cũng như là dây rắc các kiểu Thì đợt này vào ngày hôm nay tức là từ lúc video này được đăng Thì mọi người sẽ mua một cái combo em dùng từ là combo nhé em không bán lẻ Đó combo bao gồm là một cái mic như thế này Và một cái dây như thế này dây này là dây gì dây này là dây van dami chính hiệu chính hãng nha bên em không có bán đồ tàu lao đâu dây này rất là mềm nó nhìn thấy cái thằng này nó quặn xuống là biết mềm rồi ha đó nhìn cái cây nhà mà đủ để nó nó quặn nè nè thấy không đó nó có cứng nổi được đâu đó, nó nó quặn nè thấy không đó dắt này là rất niêu trích chính hãng niêu trích chính hãng ha cái con này phân biệt như thế nào thì trong mấy video trước đã nói rõ rồi giờ không nói lại nữa ha con này giá em bán lẻ là 110 000 đồng đó, con này là cái dắt 6 ly đồng mà đi ken con này giá bán lẻ là 45 000 đó một bộ dây như vậy với lại cái này giá này nha nhìn cho kỹ nha <laughs> hấp dẫn chưa 1 triệu 580 ngàn đồng bao ship nha lưu ý nha bao ship đó hấp dẫn chưa đừng có ai giật mình nha một cái combo như thế này trước đây em đã bán trên cửa hàng của bên em là 1 triệu 710 ngàn đồng chưa bao gồm phí vận chuyển có nghĩa là vận chuyển khoảng năm mươi mấy năm mươi mấy sáu chục ngàn đó tùy vào cái vị trí địa lý ha thì thì so với thời điểm hiện tại bây giờ mọi người thấy nè được bao ship luôn nha mà giá chỉ còn có 1 triệu 580 ngàn đồng thơm chưa em nói thiệt nha nói một cách nghiêm túc luôn nha cái đơn giá này mọi người tìm khắp cái nước Việt Nam này cũng không bao giờ có được cái đơn giá cho cái con này và cái sợi dây như thế này đó mọi người nghe cho kỹ ha em chia sẻ thật luôn nè cái con này mọi người có thể mua bất kỳ nơi nào nó giống nhau hết nó còn giá, à, nó còn kiểu, à. nó cũng chỉ từ tiếng ngọc phân phối ra. Hiện tại trong cái combo này, thật sự em chia sẻ thật luôn con này là em gần như là gần như dùng từ là gần như là không có lời trên con này luôn. và em kết hợp thêm cái chương trình của cái này nữa. Cái này mọi người có thể tìm được kh mua khắp nơi luôn, ở đâu cũng có hết chứ không phải không có. Con này giá thị trường người ta đang bán là nhiêu, trăm rưỡi. Con này giá thị trường người ta đang bán là nhiêu, sáu chục. Dây này là nhiêu mét, năm chục ngàn mét. Nó cứ cộng dồn vô, vô là nó ra số tiền đơn giản vậy thôi ha mọi người ha. Rồi lưu ý là một lần nữa ha combo đó hấp dẫn chưa combo bán lẻ nha bán lẻ mua lỗ ráng hàng triệu đó combo bao gồm cái tay mít nè bga 58 mã lc tức là mã không có dây đi kèm với lại cái dây này luôn dây xịn nha dây ba năm hiệu hiện tại là hết màu đen nên em lấy cái dây màu xanh tuần sau màu đen nó về thì cũng y chang như vậy không có gì thay đổi hết dắt new trích chính hãng dắt cái còn dắt này dắt 6 ly của ren cũng là nhánh con của new trích luôn nha nhìn cho kỹ nha một triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng bao ship à, Hấp dẫn chưa Rồi thế tại sao nó còn lòi ra cái combo này nữa Tại sao nó lòi ra 1 triệu tư tám này là cái gì Hai con trên lệch nhau bao nhiêu Trên lệch nhau bao nhiêu có một trăm ngàn thôi Thế nó khác nhau cái gì Thế là sẽ có tình huống là những cái khách hàng Sẽ nhìn vô đây cũng vẫn tiếp tục chơi mắt à, Rất là nhiều khách hàng ngộ lắm Trước em bán 1 triệu bảy mươi ngàn Chưa bao gồm phí ship thì cũng chơi mắt quá không mua bây giờ bán 1 triệu năm tám chục bao ship luôn tính ra nó rẻ hơn nhiều nha cũng chơi mắt Chê à, chơi mắt thì em áp dụng cái tình huống này nữa chơi mắt thì mua cái con này một triệu bốn trăm tám mươi đồng thì combo nó bao gồm cái gì cũng là cái con micro này cũng là con micro này nhưng mà cái dây nó lại khác à, cái dây nó sẽ là cái dây này nhìn cho kỹ giùm em nha để chút nữa mất công không nhìn kỹ lại hỏi em cũng không ngại trả lời đâu nhưng mà đừng có hỏi nhiều quá nó kỳ lắm đó mình đang mình nói chi tiết rồi. Dây này là dây Tasker. Cửa hàng em đang bán ra dây này luôn nha. Dây này là Made in Italy để em coi Made in Italy nó nằm ở đâu. Đây. Made in Italy tức là dây này là dây của Ý. Dây này cửa hàng em đang bán lẻ là 35 000 đồng một mét, không hề rẻ ha. Còn cái dây van 50 này nè, cửa hàng em đang bán lẻ ra là 50 000 một mét. Đó rồi cái dắt 6 ly này là cùng một loại luôn tức là dây này dắt là dắt của ren ren nè thấy chữ ren không nè rin nè dây này là của dây này là, cái này là của nhánh con của niltrick ha cái này đồng mà này, ken nó khác hoàn toàn với lại cái dắt của bóc trên thị trường nha nói chung là đừng có so con này em bán lẻ 45 mươi cái không có rẻ đâu còn cái dắt này dắt này là dắt gì dắt này là dắt trung quốc à, nhưng mà chất lượng nó cũng đảm bảo rất là tuyệt vời con này em nhập về số lượng khá nhiều Con này bán lẻ là 50 ngàn cái Nhìn đẹp không? Y chang nè Nhưng mà cái nào mình nói ra cái đó không có lộn xộn Con này là nitric nè Còn con này là con Trung Quốc nè Thấy chưa? Hai cái nó giống nhau không? Ờ, nó giống nhau gần giống nhau như đúc luôn đó, Chứ không có khác nhau gì đâu ha Đó Xịn không? Xịn chứ sao không xịn? Cái dây này Combo này sẽ là 1 triệu 480 ngàn đồng Tức là rẻ hơn 100 ngàn á Cũng bao ship như ai thì à, tại sao à, em làm có một sự thay đổi như vậy thì à, có rất là nhiều khách hàng và với những cái tiêu chí khác nhau nó sẽ đáp ứng với lại tất cả những cái tiêu chí của tất cả khách hàng luôn bây giờ khách hàng muốn dùng đồ xịn dây xịn quất combo này cho em còn khách hàng mà điều kiện ít hơn chút xíu mình muốn dùng micro xịn mà cơm dây vừa đủ dây vừa đủ không cần xịn xo gì lắm quất combo này cho em thế thì cái con này nó hay hay nó dở đừng ai hỏi là hay hay dở em biết trả lời như thế nào luôn. cái con này nè nhé, lặp lại lần nữa con này cả thế giới người ta dùng chứ không phải cửa hàng của em bán là cái thứ nhất. ý thứ hai là nước Việt Nam mình rất là nhiều cửa hàng chính hãng bán con này chứ không phải mỗi cửa hàng bên em đúng không? nên mình hoàn toàn có thể tin tưởng được cái này cả thế giới người ta tin tưởng thua này chứ không phải mỗi mình mình đâu mà mình đừng có ngạc nhiên, đừng có lạ ha. còn ai mà chơi hát dở, hát dở là tại vì mình mình hát dở, cái con mic này nó phản ánh cái chất cái cái chất lượng mình hát chứ nó không phải là nó 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 không phải là nó biến hóa mình hát dở đúc vô cái con mic này ra thành hát hay ha nếu mà hát dở mà hát con mic mình thành hay thì em cũng thành ca sĩ rồi chứ không có ngồi bán hàng online như vậy ha mọi người ha cái chương trình này nó chỉ diễn ra trong tháng 12 này thôi ha mọi người không có phải là kéo dài một cách liên tục đâu ha cái đơn giá này em nói thiệt hả đi tìm khắp cái nước việt nam không có ai tìm được món này đâu nha hứa danh dự luôn á nghiêm túc luôn nha nếu mà có đạt được cái này á thì những cái thằng này không bao giờ không bao giờ là giống nhau mọi người cứ nếu mà có so sánh á mình cũng làm ơn mình cũng làm ơn làm phước mình so sánh cho nó nó, cùng dạng nhau ha ví dụ như ông cửa hàng bên bên a ông bán giá rẻ hơn cái này nữa ok em cho ông bán rẻ luôn nhưng mà ông dùng dây cù bắp à, ông dùng cái dây dắt này trung quốc có năm ngàn cái dắt này trung quốc có bốn ngàn cái dây này dây trung quốc năm ngàn mét rồi ông hàng vô đây ông bán lời thôi chứ có gì đâu lạ còn đây là đồ xịn mình phải biết rằng là mình mua cái micro này là micro xịn mình phải đi chung với cái dây xịn nó mới ra được Chứ mình mua cái con mic bỏ tiền ra cái triệu mấy Mà đi mua cái dây có 50 ngàn gắn vô kêu hay Hay cái kiểu gì mà hay Mic người ta triệu mấy mà gắn vô cái dây có mấy chục ngàn mà kêu hay lấy đầu ra Đúng không? Em phân tích em thấy cái nào là nó hợp lý thì em phân tích cho mọi người hiểu Em cũng ghét cái kiểu mà bán hàng mà Bán mà cái kiểu lừa dối khách hàng á Có nghĩa là bán cái này thì cho mắc tiền Xong mà bán cái dây này nó rất là rẻ Để mà kết hợp vô mà bán Không có bên em không, hoàn toàn không có chuyện đó ha Bên em giá bán giá như thế này là dùng từ là thập sàn luôn nhưng mà đồ của em là đảm bảo chất lượng nha không có cái gì mà sập sàn hết á chất lượng của em là vẫn đảm bảo những cái dắt như thế này nè cả thế giới là dùng những con này cả thế giới thèm chảy nước miếng luôn chứ không phải gì mỗi, mỗi bên mình đâu ha thành ra mọi người phải biết và phải biết về giá trị của nó rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này ai muốn mua combo xịn dây xịn giá này ai muốn mua là micro xịn dây trung bình à, em dùng từ là trung bình nha chứ không phải cùi bắp đâu mua combo này tất cả đều là bao ship ha đó hai cái cái nào cũng bao ship hết thì khách hàng nào mua thì cứ liên lạc trực tiếp lại với em ha số điện thoại em để trên màn hình nha ai không tin thì có đến cửa hàng trực tiếp của em mặc sức mà thử hát hò đủ các trò các kiểu thì à, cửa hàng của em nằm ở địa chỉ là 258 mặt tiền đường sông Hành ấp đình Tân Xuân Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh gần ngã tư An Sương nha mọi người gần ngã tư An Sương từ bến xe An Sương đi lên chỗ em là khoảng chừng 10 phút ngay cái ngã tư giao cắt Lê Thị Hà xong hành hướng về bệnh viện Hóc Môn khoảng 300 m. Bên cửa hàng của bên em là nằm ở bên tay trái nha, mặt tiền đường nha. Khi đi thì nhìn cái bảng hiệu âm thanh số trí tâm nó nằm ở trên cao nha. Em có đưa cái hình em có chèn cái hình vô á. Nó nằm múc ở trên cây luôn á thì nhìn cao cao chút xíu ha. Rồi, cảm ơn mọi người.